Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì anh em mình đã có mặt ở Sài Gòn nhé bạn. Phải nói là hôm qua là một ngày rất là đặc biệt của mình và bạn Diễm cũng như là khán giả kênh Phạm Dũng các bạn ơi. Đó là ngày đám hỏi của mình. Thì tới thời điểm hiện tại thì cũng đã xong xuôi và thành công tốt đẹp rồi. Tuy nhiên là vẫn còn một số điểm mà khán giả chưa hài lòng và comment góp ý thì mình phải nói thật lòng là không có cơ hội để sửa sai các bạn ạ. Tại vì đám hỏi chỉ diễn ra một lần thôi. Nên là mong là các bạn thông cảm. Còn ngày hôm nay mình rất là vui khi được quay trở lại với vị trí mà mình cực kỳ quen thuộc và yêu thích trong suốt 4-5 năm vừa qua trên kênh Phạm Dũng. Đó là vị trí đằng sau máy quay các bạn ạ. Thực sự là kênh Phạm Dũng thành công được đến ngày hôm nay cũng một phần là vì cái vị trí mà mình đang đứng. Chính vì vậy mà sau đám hỏi thì mình sẽ quay lại cái vị trí quen thuộc. Ngày hôm qua thì mình nhờ một anh cameraman của bạn Diễm quay dùm. Thì phải nói là mình rất là bối rối và lo lắng là không biết là cái clip của mình nó sẽ như thế nào. Thì các bạn thấy là ngày hôm qua các bạn xem cảm thấy như thế nào thì có thể comment vào đây nha. Tuy nhiên thì hôm nay là một cái buổi tối mà mình trở lại Sài Gòn và cùng với những người bạn, trong đó có anh Tú, anh Hải, chị Tuyên, Bơ, Ái Mỹ và cả Song Hỷ nữa. Thì tối ngày hôm nay là một cái bữa ăn mình tạm gọi là cảm ơn các bạn ạ. Cảm ơn tất cả những người anh em, bạn bè đã tới đám hỏi của anh em mình tại Long An. Đặc biệt hơn nữa là mình phải cảm ơn khán giả các bạn ơi. Thì trước khi mình bắt đầu vào nhà hàng thì chắc là để bạn Diễm chia sẻ một chút ha. Xin chào cả nhà nha. Tới lúc này là giọng anh em mình là đều là lạc trôi hết rồi các bạn ơi. Nhưng mà Diễm phải nói là mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng luôn khi mà các bạn biết là hai ngày trước đám hỏi thì tất cả các anh em chơi với mình là hết mình luôn, có bao nhiêu năng lượng là chơi hết. Còn ngày hôm nay thực sự nói là buổi tiệc cảm ơn thì vừa đúng nhưng cũng chưa đúng. Tại vì ở đây thì chưa phải là đầy đủ hết tất cả các anh em. Nhưng mà đây là những người mà từ sáng giờ là cùng mình với anh Dũng là từ Long An lên đây luôn. Vừa đặt chân tới đây thì mình mới quyết định là ghé đây ăn luôn. Tại vì ngày mai là anh em mình sẽ có một cái lịch trình khá là đặc biệt tại Vũng Tàu cùng nhau. Do một người anh cực kỳ đặc biệt mời. Cho nên là anh em sẽ cùng đi ăn bữa tối này. Còn nói là về cảm ơn thì những anh em thân thiết khác cùng có mặt trong ngày đám hỏi là Diễm sẽ gặp gỡ sau để cảm ơn, chứ không phải là lúc nào cũng thể hiện hết trên video được các bạn ạ. Đúng rồi, thì anh em mình đứng ở ngoài này nói chuyện lâu cũng không tiện, nên là bây giờ mình đi vào trong đi Hải anh Tú. Một số thành viên của trong nhóm là do hôm qua là nhậu căng quá như mình là khàn tiếng rồi, còn như anh cua ở Thái Nhà Biển là ngất ăn cháo luôn. Tập rồi. Hôm nay là ăn cháo luôn. Đây mình đi vào nhà hàng đi. Quá ngon. Cái nhà hàng này có cái tên rất là đặc biệt nha Hải. Nhà hàng quá ngon. Quá ngon. Anh là quản lý đây đúng không? Dạ em là Tuấn Anh, quản lý nhà hàng. Anh Tuấn Anh có thể cho em hỏi một câu là tại sao lại đặt tên là quá ngon không anh? Tại vì mình món ăn ngon là bình thường rồi, mình phải quá ngon cơ. Cái gì cũng phải quá hết. Nhưng mà anh có chắc chắn là món nào cũng quá ngon không? Đảm bảo 100%. Thế thì nếu mà lỡ như em nói là chỉ ngon thôi chứ không quá ngon thì em đảm bảo. Trước khi vào bên trong thì thật sự là mình có một cái này là mình đánh giá rất là cao về cái dịch vụ của bên mình. Tại nhà hàng thì đây là lần đầu tiên Diễm trải nghiệm, nhưng mà cái dịch vụ mà mình ship đi khi mà khách đặt tiệc ấy thì nhanh gọn và chu đáo, đó là cái điều mà nói công tâm là Diễm cảm thấy như thế. Mà đặc biệt hơn nữa là cái nhà hàng này ấn tượng với mình ngay từ đầu. Mình vừa chạy xe tới đây thôi là 3-4 bảo vệ chạy ra để sắp xếp cũng như đón anh em mình rồi. Cái điều này là gần như mình chưa thấy luôn, mà phải tới khi bước vào quán ấy thì bảo vệ mới ra. Nhưng mà ở đây là đón từ bên kia đường rồi và đây gọi là đoán biết trước rồi, tức là rất là nhanh nhạy. Để vậy không có mất khách. Không bỏ sót khách nào hết. Và bên em ưu tiên cái dịch vụ là lên hàng đầu. Dịch vụ và món ăn là phải lên hàng đầu để khách hàng trải nghiệm nó tuyệt vời nhất. Khai trương nhà hàng Ánh Cua là đặt bên dịch vụ của anh này này. Bên em là ngoài ăn tại nhà hàng, bên em còn có giao hàng tận nơi bằng lu nóng á, để đảm bảo món ăn được sốt nóng giòn nhất đến khách hàng. Rồi ngoài ra còn có dịch vụ tận nơi phục vụ khách hàng từ A đến Z luôn, là mình có set up nhân viên phục vụ rồi dọn dẹp sau đó luôn. Có đầy đủ hết. Mình đúng chỉ rồi. Cần hội tụ được bạn bè đúng thôi rồi. Còn lại alo là... cái là quá ngon lo hết. Gọi có số nào anh? Anh ship cho con lợn lên phòng nhé. Ok anh, dạ anh Hải. Dạ 0906797932. Số hotline của nhà hàng. Order về nhà và phục vụ dọn dẹp sạch sẽ. Đúng rồi, có đầy đủ hết. Có bàn ghế, rồi công cụ dụng cụ. Có nhân viên phục vụ, có đầu bếp qua nấu. Sau đó rồi dọn dẹp sạch sẽ luôn. Cái quan trọng nhất là dọn dẹp sạch sẽ sau đúng tiệc. Rồi sau tiệc là dọn dẹp sạch sẽ hết đảm bảo. Cảm ơn anh. Thế thì các bàn tiệc của em hôm nay là ở lầu mấy anh? Mình ở lầu 2 nha. Phòng VIP 10. Trên đường đi tới đây thì mình có gọi điện để đặt món rồi, tại vì là cái thời gian anh em mình di chuyển từ Long An lên đây khá là xa và cũng trễ nữa.
Chào anh. Anh là bếp trưởng à? Dạ đúng rồi. Ồ, sông xa tới là đồng bằng nha. Adora. Adora làm sao? Adora hả? Adora là chuyên tổ chức hội nghị tiệc cưới. Đây đây. Ồ. Thằng Hà Lan đó. Năm một quan Việt Nam. Thank you. Dạ, có điều kiện không hỏi anh? Rồi, cảm ơn anh. Mình đi dự tiệc cưới ở Adora nhiều rồi, hôm nay mới thấy chủ các bạn. Đây có hải sản. Đây, lên tầng 2 nha các bạn. Ở đây là có phòng VIP, nên là đó là lý do mà mình chọn để đặt món, để vừa ăn vừa nói chuyện các bạn. Mà cái cầu thang này giống cầu thang Pháp quá anh Hải ạ. Màu gỗ. Đây là màu gỗ chai, giống kiểu... Nó như này giống như cái tàu của mình đó. Nó kiểu ngày xưa á. Đây này, cái hàng này đẹp quá. Rồi, đây này có cô là còn đang trà từng viên gạch đây này. Rồi. Cô là trà từng viên gạch ở đây luôn ạ. Trời ơi. Quá sạch sẽ. Thiết kế theo kiểu Pháp. Đấy, thiết kế theo kiểu Pháp đúng không anh? Dạ đúng rồi. Mình lên một lầu nữa. Hôm nay phải nói là mình cầm lại máy quay rồi nhưng mà tay vẫn đang còn run các bạn ạ. Tại vì ngày hôm qua là mình trải qua một cái sự kiện đặc biệt, gần như là đặc biệt nhất trong đời rồi. Sau cái sự kiện ngày hôm qua thì chỉ còn đám cưới nữa thôi. À, tiết lộ với anh Dũng là rất là nhiều khán giả khen anh Dũng đẹp trai nha, nên là cứ tự tin lên hình. Ê, chào các em. Cái này là mình có nhìn xuống dưới được không? À, mà có cái mái che rồi. Có view sân thượng này nhìn từ dưới luôn này. À, đúng rồi, view sân thượng. Ồ, có phòng VIP bên trong ha. View này nhìn đường luôn này. Đường Lê Văn Sĩ nha các bạn. Đường là phòng mình thì phòng đối diện này. Đường Lê Văn Sĩ cũng được gọi là thiên đường mua sắm nha các bạn. Quán cực kỳ sạch luôn. Mình vào đây á bạn Diễm có biết không? Mình có cảm giác là đang ở trong một cái nhà hàng Pháp mà từ thời xưa luôn á. Cái cách bài trí rồi cái không gian rồi từng viên gạch hay cái cầu thang là y hệt luôn. Màu gỗ, màu sơn hay thiết kế đây. Đây khách này đang lẩu sao này. Đấy. Ui, các bạn nhìn này, sạch chưa này? Ô, lẩu gì đây anh? Này cái này sọ là xương, đúng là xương heo tóc. À, xương heo. Cái này món mình sẽ dùng sau, trước khi mình ăn. Nhưng mà anh cho em hỏi là tại sao anh có cái bí quyết gì mà nhà hàng nó sạch từng ngóc ngách như vậy không? Dạ, yeah. Cái này thì mình bắt buộc phải kiểm tra và ra quy trình. Yeah, mình làm theo quy trình, kiểm tra hàng ngày. Dạ, mình có bên làm đây bao nhiêu lâu rồi? Em làm được 3 năm rồi. Wow. 3 năm. Tức là cái sạch sẽ hiện tại đều do anh hết, anh quản lý. Dạ. Yeah. Ở nhà thì có sạch như này không anh? Dạ, nhà thì phải sạch luôn. Nhà có sạch hơn nữa. Nhà thì ở đây là mình cảm giác là sạch như ở nhà rồi mà anh nói nhà anh còn sạch hơn nữa bạn Diễm ạ. Nhưng mà quản lý mà tìm được nhà hàng ấy mà có được một cái quản lý mà họ như thế là rất là ok. Đây, phòng VIP 10. Mời hai anh chị vào. Trẻ đẹp được hay không anh chị? Mong là các bạn thông cảm là hôm nay mình rất muốn quay trở lại vị trí máy quay như mọi ngày để cùng trò chuyện với tất cả bạn mà nó trơn tru, nó rõ ràng hơn. Đây, mời cả nhà vào ngồi để anh em mình có bữa ăn. Hôm nay là mình sẽ ngồi để rút ra kinh nghiệm. Dạ. Đúng không? Đấy, qua nhìn cho bạn này quen không? Đúng rồi, bạn này không ha? Đúng rồi, không. Dạ. Hôm nay là ngẫu nhiên hay là do em biết bọn anh tới mà em đứng đây? Dạ không, hôm nay là em ngẫu nhiên luôn á. Em vô tình em thấy cái anh kia lên, sao anh kia? Ủa bạn này hôm vừa chụp trước nhà chị Sông Hỷ nè. Hôm qua hôm nay mọi người cùng tới đây nhà hàng luôn. Em tên là Tiên. Dạ đúng rồi, em Tiên ạ. À. Tiên là đang đi học hay là đã đi làm luôn rồi? Dạ em đã đi làm luôn rồi ạ. Làm ở đây lâu chưa? Dạ em làm đây được hơn 1 năm rồi ạ. Hơn 1 năm, nhưng mà anh cho anh hỏi nha. Dạ. Em thấy là nhà hàng rất là sạch sẽ rồi mọi thứ ngăn nắp vậy, làm có áp lực lắm không? Dạ không, cái này tất cả đều vào quy trình được thực hiện mọi ngày, mỗi người một việc nên là không có gì áp lực hết à anh? Gọi dạ. Là làm theo là mỗi người một công việc, ai làm việc đó là hoàn thành tốt việc của mình là được. Dạ đúng rồi, hoàn thành tốt công việc của mình xong rồi xong công việc của mình thì các bạn sẽ hỗ trợ nhau làm công việc, cùng nhau làm công việc chưa hoàn thiện đó anh. Đúng rồi. Cảm ơn Tiên, quá chín chu anh Hải ạ. Nhưng mà đây cũng là một cái mô hình về chăm sóc khách hàng mà tất cả em mình cùng hướng tới. Nói chung là về cơ bản là như mình đã nói rất là nhiều rồi. Khi mà làm nhà hàng này đóng gói cái quy trình từ khâu sản xuất phục vụ rồi mọi thứ thì nó sẽ rất là nhàn, còn nếu mà không ấy
như bạn Hà Tôm Hùm ấy, kiểu ôm đồm quá nhiều ấy, rất là mệt luôn đấy. Còn ở đây là người ta có quản lý, có trưởng tầng, có bộ phận nọ bộ phận kia, đầu bếp trưởng rồi các kiểu, nên là nó rất là dễ đấy. Nhưng mà phải nói là hôm nay là một cái sự ngẫu nhiên thôi, là trên đường đi đến đây mình chọn quán này, nhưng mà mình nghĩ nó rất hợp lý, từ sạch sẽ, sang trọng, lịch sự, rồi nhã nhặn, mọi thứ đều có hết để cho một cái bữa ăn rất là đặc biệt như tối ngày hôm nay. Thế bây giờ anh em mình chờ món ăn lên để xem là món ăn có quá ngon như là anh Tuấn Anh ấy nói không nhé. Hôm nay là anh Dũng đi chợ nha các bạn. Không ngon được đổi xà. Mỗi lần ăn thử đấy có món mà nói là ngon bình thường là được đổi một viên mới. Mời tất cả bạn cùng thưởng thức bữa tối với anh em mình nha. Thì bây giờ anh em mình tiếp tục đón chào một thành viên rất là đặc biệt của đám hỏi Phạm Dũng, anh Lực Tý và Tuấn Anh. Ôi, anh Tuấn rất nhiều. Hôm nay là rất là vui để họp mặt sau bữa đám hỏi của Phạm Dũng và Phan Diễm. Và hôm nay là họp mặt thực sự là mất đến muộn hơn một chút, nhưng mà rất cảm ơn mọi người đã chờ đợi trong thời gian vừa qua. Đó, bây giờ thì mọi người chắc cũng đói lắm hả? Đói sướng okay. Không, thực ra là nói chờ là cũng hơi quá cho anh Mách, nhưng mà thực ra là anh em mình chờ nhau luôn, tại vì em từ Long An lên đây thì cũng khá là trễ đấy, nên là trong lúc đó anh em mình chờ nhau luôn. Ok, rất cảm ơn. Thì hôm nay trên bàn tiệc của anh em mình có tới khoảng 15 món nha. Mình gọi điện mà mình đặt thôi thì chắc là phải nhờ anh bếp trưởng ở đây giới thiệu món giùm em. Dạ. Ở đây có những món gì anh nhỉ? Dạ. Thì ở đây mình có là cá chim nướng muối ớt. Cá chim nướng muối ớt đúng rồi, đây là cá chim nướng muối ớt. Đây. Dạ. Và món tiếp theo là gà đông tảo xào khói. Gà đông tảo xào khói. Dạ, đây là đặc sản bên em. Và gà đông tảo tái chanh, lòng da tái chanh. Lòng da của con gà đông tảo tái chanh. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây là lê lê. Làm xôi. Lê lê. Dạ. Xôi lê lê. Dạ, xôi của lê lê. Trong lê lê đó là đặc sản của miền Tây. Thường là mình ăn xôi bồ câu. Dạ, nhưng mà ở nhà hàng này là xôi le le nha. Dạ, mình làm xôi le le, đây đặc sản của miền Tây. Và tôm sốt Thái. Món này mắt thích nè. Dạ đúng. Ngon lịch sĩ ha, lịch sĩ nha. À, lịch sĩ nha. Món tiếp theo là đây là món đệ nhất heo tộc quay lưu là của nhà hàng. Đệ nhất heo tộc quay lưu. Dạ đúng rồi. Dạ. Và đây là thỏ đồng lai. Thỏ lần lai đúng luôn mắm dĩ là mình làm từ cái sốt mắm dĩ á. Ủa lai là lai sao? Lai lai Mỹ hay lai Úc? Dạ. Lai là nó lai rừng á. À lai rừng. Thỏ nha. Đó rồi, nó lai chứ không phải lai rừng. Thỏ chứ không phải lai rừng. Dạ. Nhưng mà anh cho em hỏi là hình như ở nhà hàng mình có một cái món mà nổi tiếng cực kỳ trên Facebook luôn. Dạ. Đó là món heo đúng không? Dạ đúng rồi, heo tộc quay lưu chập mẹt là mà cái món này nha bạn Diễm là riêng, chắc là độc nhất ở Sài Gòn mà có thể là Việt Nam luôn. Dạ, đem cái lu cả than cả con heo nó về tận nhà rồi mới giao. Dạ em là heo là em bỏ lên cái lu trên chiếc xe lu là em chạy khắp Sài Gòn và có thể là Long An rồi chạy nhiều quay. Dạ đúng rồi. Long An, Đồng Nai, có khi là bên em đi qua tới Campuchia luôn. Rồi. Dạ, làm sao mà ra Campuchia được anh? Dạ tại vì có những anh bên Long An á, đối tác bên Campuchia là họ ở bên đó. Và khi họ gọi món thì bắt đầu em bên em sẽ có khi tụi em đi xe tải, tụi em đi tới đó và tụi em quay tại chỗ. Hay dạ. Dịch vụ quá tốt. Tại sao là gà đen hấp là phải giao Lào hay là Trung Quốc hay là Campuchia mấy tỉnh không, mà, mấy đất nước mà giáp mình ấy? Sắp tới thì mình cũng vừa mới học được cái mô hình này rồi. Đấy, sắp tới là sẽ mở cái tổng kho trong này để chuyên ship gà đen với cả lợn đen với cả các loại đặc sản cá tầm cá hồi, ok không? Anh là vừa vận chuyển vừa hay đó. Không. Đúng không? Bữa ở đây có món rất là đặc biệt ở trong nồi nữa. Thì nó có phải là cái phần còn lại của con gà đông tảo không anh nhỉ? Dạ đúng anh, đây là món chân hầm sâm. Đây là chân gà đông tảo hầm sâm. Dạ đúng. Wow. Cái món này hôm nay em đề nghị là mọi người là dành hết cho anh Mách, tại vì cái món này là đại bổ, chỉ có người tập tạ mà nặng như anh Mách thì dùng nó mới hiệu quả thôi. Cho anh em mình là hơi lãng phí. Đề nghị là bây giờ này nhiều cân quá. Anh bây giờ anh bổ cân chết. Không, mà thật sự nơi này rất là bổ, cho nên là anh ăn một mình thì cũng được, nhưng mà anh sợ là nhiều người đánh một người á. Nhiều người đánh một người kiểu không kịp. Còn đây là món gì anh? Dạ đây là cái món mà xương của con lê lê mình lấy mình cũng hầm sâm luôn. Xương lê lê. Dạ, cái thịt thì mình nấu sôi. Dạ đúng. Xương thì mình hầm cái này hút như một bát canh bổ ha. Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh. Mình thì vẫn còn một vài món nữa. Trong đó có một cái món đặc biệt thì để bạn Diễm giới thiệu. Đây là món gỏi củ dừa, em là đánh giá rất cao về món này luôn. Là gỏi củ dừa tôm thịt. Đó, nhưng mà anh ơi,
À, em có cái đề xuất là anh cũng hay xem kênh mấy anh em ấy. Thì cứ hôm nào em gửi hàng qua anh test thử xong anh cứ làm cái củ dừa sấy khô đây nha. Dạ, nếu có gì em hợp tác với chị. Ok. Nhưng mà anh cho em hỏi là anh tên gì nhỉ? Dạ em tên An. Anh An, dạ. Anh quê ở đâu? Dạ quê em ở Bình Thuận. Bình Thuận, dạ. Nhưng mà anh An cho em hỏi là nguyên liệu mà vào nhà hàng này là anh An quyết định hết hay là ai? Dạ đúng rồi, nguyên liệu là bên em quyết định hết. Nếu mà anh nói là cái củ dừa này phải nhập của Phan Diễm tức là nhà hàng sẽ phải nhập. Dạ thì cái này là em quyết định mà cũng nói chung là phải. Phan Diễm thấy chưa? À, thế còn chậm chéo như nào nhỉ? À, chậm chéo thì có thể em cũng tiếp thử cái này. Nhưng mà anh Hải là có ưu thế hơn, tại vì anh An nói là xem anh Hải 4-5 năm rồi. Dạ đúng. Trước khi vào nhà hàng này cơ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ. Anh ơi, nói riêng với chủ quán nhà này là chủ quán nhà hàng là tới con chuyện luôn. Em ơi, anh xin phép đây tặng luôn bếp trưởng loại. Anh để pha đi anh hỏi. Chưa còn nữa. À. Đây anh tặng em nha. Dạ. À, cảm ơn. Ừ. Anh Dương. Đây. Em cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh nha. Tí em còn... đi cà phê nha. Còn mấy món thì chắc là nhờ anh An chế biến giùm em nha. Dạ dạ rồi, cảm ơn. Đấy, bây giờ thì mời mọi người vào đại tiệc đi. Chứ bây giờ là các bạn nhìn thấy này, gần 9 giờ tối rồi nha. Mà anh em mình mới được ăn cái bữa tiệc rồi đấy. Vâng, anh em mình phục vụ cái đặc sản nha. Món này là món được xem là đặc sản luôn. Em mời cả nhà nha. Em mời anh nha. Cái này là trái gì nha. Anh Dũng có thử miếng không? Rồi, mời thầy giáo đi. Đây, mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Nó nghe nè mọi người. Hồi xưa giờ mình nghe chầm chéo rất là nhiều lần rồi. À, anh tò mò. Nhưng mà xưa giờ là chưa ăn thử. À. Cho nên là hôm nay là quyết định có món này ở đây thì mắc phải quyết định ăn thử thôi. Test thử luôn anh. Ừ, test thử thôi. Mày ăn được cay không? Cay, ăn cay được hết mà. Cay lắm á. Ừ. Hiện tại thì chầm chéo là Diễm đang phân phối trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. À, các bạn nào mà có nhu cầu thì giá anh Hải là vẫn không thay đổi, vẫn 100 ngàn một hũ nha. Cái nguyên liệu chính của nó là gì? À, hạt dổi bắc cánh, quế hoa hồi, thảo quả và đặc biệt là có món ớt heo vào đây nó thì ngon lắm anh ạ. À, đây mình phải chờ thêm khoảng cho xin thêm ớt heo. Ớt cho em đấy, cho em cái tô với cái bộ ớt luôn, cái tô với ớt nha. Quá anh ạ. Cảm ơn anh nha. Quá nhiều. Đúng là cái người xem kênh 4 năm hát rất nhiều ngay. Nhưng mà nó có mặn, có dạng muối, giống như muối không? Anh ơi, anh phải cảm nhận từ từ, tí anh chấm. Rồi anh cảm nhận luôn. Rồi đây anh em mình thử trước cái heo này đi. Ừ. Mà heo rất ngon hơn. Ngon lắm. Ừ. Da giòn giòn mà. Chị ơi, cái heo tặng mình sẽ ăn kèm bằng tôm thì em xin phép pha bằng tôm. Đúng rồi. Ba ngoài kia mang vào đây. Chờ rồi anh đợi một xíu nhé. Cho đúng không vậy luôn. Giòn luôn. Pơ anh Mỹ và Song nghĩ thấy cái món này như nào? Có giống như là hay là khác hay là ấn tượng không? Không, em thấy cái heo này nó từ trước tới giờ em ăn nó cái này nó khác lắm, tại vì nó có cái da nó mỏng mà nó giòn. Ăn ở trong này còn có lớp mỡ bé béo á, da nó giòn mà nó mềm á. Bây giờ mới là một câu hỏi khó này. Câu hỏi này là thi hoa hậu ấy nhá. Là cái món heo quay ở đây ấy có ngon bằng nhà hàng của anh Hải không? À, anh Hải mới là đỉnh nhất. Rồi Pơ trả lời sao? Em thấy nó hơi khác một chút. Tại vì là nó mỗi nhà hàng có một cái vị ngon riêng. Em thấy thì nhà hàng của anh Hải cũng ngon và ở đây cũng ngon. Anh hỏi mình đi. Rồi bạn Diễm. Thật ra là cái này sẽ không thể nào mà so sánh được nhà hàng Sapa TV và quá ngon. Nhà hàng Sapa TV là cái trọng lượng của con heo nó to hơn và nó có cái độ ngon theo cái kiểu quay to khác. Hương vị bên trong là nó khác nha, có lá mắt mật rồi nhiều hương vị. Còn riêng ở đây là nhà hàng này là heo dạng heo, nó gần giống như kiểu heo sữa. Nhưng mà mình bình thường mình hay đi ăn cái loại mà nhỏ nhỏ thì nó hay có mùi. Hồi. Nhưng mà thực sự luôn là Diễm ăn cái miếng này Diễm rất là bất ngờ là nó không hề có mùi luôn. Đúng rất rồi. Thực ra đây là một câu hỏi mà mình nghĩ là mọi người nên quan sát kỹ để trả lời được ngay thôi. Tại vì hai con heo này không thể so sánh với nhau được. Tại vì cái cách quay là hoàn toàn khác nhau luôn. Nên là mỗi con nó có mỗi cái khác nhau, có độ ngon khác nhau. Mà cái quan trọng là cách quay khác nhau. Thì thực ra là mình đố vui thôi các bạn ạ. Để anh Mách thử đi xem nào. Chờ anh trước nhé, anh có cái chấm tạm này. Ừ. Giòn à. Dạ. Nhưng mà cái là nó không quá nhiều mỡ nên là ăn nó không bị ngán, không bị ngấy. Anh ơi, hôm qua đi lắm hỏi nhưng mà em hỏi nhà em anh có được ăn được nhiều món không?
chỗ cho em. Dạ. Hôm qua là món ngon nè, tôm hùm nè, rồi bò nè ha. Dạ. Rồi lẩu, thực sự là những cái món miền Tây là thích hợp với anh mà. Dạ. Tại vì em thấy anh nhậu nhiều em sợ ăn không được. Mua là dí ra, mắt là hai người đấu. Nhưng mà nhân đây là mình phải cảm ơn anh Mách, thực sự là cảm ơn từ đáy lòng đó các bạn ạ. Đó là đám hỏi của Phạm Dũng. Không cần phải thuê ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà lại có một anh lực sĩ Phạm Mách kiêm ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Hát mà chắc là phải hôm qua phải mười mấy bài, mà mọi người hôm qua đi về là cứ ấn tượng với cái màn trình diễn của anh Mách, cực kỳ ấn tượng luôn. Okay. Nói là anh Mách là một tài năng xuất chúng đấy, vì anh ấy giỏi ở rất nhiều hạng mục. Cũng như khi mà đi quay của anh em, mình cách ứng xử của anh ấy cũng khá là nhanh nhẹn. À, phù hợp với cả team của mình các bạn. Đúng rồi. Quan trọng mọi người nhớ đăng ký và theo dõi và like cho Mách là được rồi. Lực sĩ Phạm Mách mà hát xong là còn xoay xoay với ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Xoay xoay đó. Xoay một vòng đúng không anh? Để ý tí luôn à. Ngồi sân khấu đó nhưng mà hát xong là xoay mấy vòng. Anh chỉ sợ với Nga luôn rồi. Ok, giờ Mách ăn chấm món chầm chéo nha, lần đầu tiên trong đời luôn nè. Rồi, nghe quảng cáo rất là nhiều mà không biết khẩu vị như thế nào. Ui. Phải ăn thêm, phải ăn thêm. Chị cầm thế. Lắc đầu. Thôi sao mà đấy. Nói chung là cay cay nhưng mà nó theo kiểu mà nó hơi mùi dân tộc. Đúng rồi, mùi hạt dổi, mùi mất khen. Đúng rồi, mùi dân tộc. Có thể là khi mà các bạn dùng thì mới đầu không quen cảm giác lắm. Nhưng mà cái này là một cái đặc trưng riêng của cái món này. Món chấm này, thật sự là những món chấm nó ăn rất là nhiều rồi. Món Tây có, món Âu có, món Tàu có. Nhưng mà để nó có một cái mùi đặc trưng và đặc thù như thế này á, thì lần đầu tiên mà Mách nghe cái mùi vị như thế. Và Mách hay nghĩ rằng đây là một cái mà mùi vị mà dễ gây cho người ta thương nhớ. Không phải dễ thương nhớ, dễ người ta nhớ lâu á. Thì ví dụ như bây giờ mình chấm những cái món chẳng hạn như tương ớt, tương cà này kia thì cái mùi nó quá popular, quá thông dụng rồi. Cho nên là những cái mùi như thế này thì nó dễ gây ấn tượng, dễ gây ấn tượng. Và các bạn có thể là chấm những cái món, nhiều món rất là phong phú. Mình nghĩ là các bạn nên thử một lần nhé. Trả lời như hoa hậu luôn các bạn ạ. Anh ơi, trả lời cái này là tình cảm thì có đi lên luôn. Mà cái này anh có thể trả lời về cái hương vị hạt dổi mắc khén không? Mình thì đi Tây Bắc và Đông Bắc rất là nhiều ấy. Theo cảm nhận của mình thì nói nó là một cái hương vị của núi rừng. Vì nó là đầy đủ những cái hương vị như là hạt dổi mắc khén, rồi những cái gia vị mà rất là tinh túy từ núi rừng Tây Bắc. Cho nên là khi chấm vào cái là nhớ tới Tây Bắc ngay. Đấy là với những người mà đi Tây Bắc nhiều ấy, và ăn nhiều, có thể anh Mách là chuyến này anh ra anh sẽ cảm nhận được cái hương vị núi rừng như thế nào. Anh ở những thành phố nhiều quá nên là chưa có cảm nhận được, nhưng mà đúng là khi mở cái lọ chẩm chéo ra là nó rất là nhiều cái mùi hơi núi rừng. Cái này đã nhiều lần nghiệp anh ạ. Đúng không em? Vì đang nói tới chẩm chéo nên là cho em chỉ xin 30 giây thêm. Có thông báo là sau khi mà đám hỏi xong ấy thì Diễm thấy là rất là nhiều comment chúc mừng này, động viên, và Diễm nghĩ là đó là cái tình cảm rất là lớn. Chính vì vậy là Diễm sẽ quyết định là tiếp tục duy trì chương trình là mua 1 ký củ hủ dừa tặng một lọ chẩm chéo đến hết năm 2023. Yeah. Yeah. Anh em mình bây giờ bây giờ mà xé con này ra mà chấm chẩm chéo là đỉnh luôn đấy. Nhân đây thì mình cũng phải tiếp lời bạn Diễm là mình phải cảm ơn khán giả kênh Phạm Dũng rất là nhiều. Đó là ngày hôm qua mặc dù rất là bận cho cái đám hỏi, nhưng mà mình cũng tranh thủ đọc comment là phần lớn mọi người đều yêu quý, yêu thương, động viên bạn Diễm và mình. Đặc biệt là Phạm Dũng lần đầu xuất hiện chính thức trên kênh thì mọi người cũng động viên, mà gần như rất ít người chê luôn. Thì đó là cái động lực rất là lớn để mình ngày hôm nay tiếp tục trò chuyện cùng với tất cả các bạn đấy. Nói chung là khen nhiều lắm nha. Đúng là rất nhiều người khen là đẹp trai rồi hiền lành, hiền lành. Mỗi tội là mỗi tội gì anh? Mỗi tội là kiểu là hơi thiếu tự tin, chứ không tính không phải là thiếu tự tin đâu, mà chẳng qua là tự tin nhiều quá nó mới thế các bạn ạ. Hôm qua có một cái chi tiết là các bạn nói là Diễm trang điểm cô dâu là nhìn hơi già, hơi su cả đó. Không phải là hơi già, cái mấy cái thằng ấy trang điểm già thôi, lần sau tăng lương cho nó nghỉ hưu đi. Thơm quá, xé là rất là thơm. Đúng là con này, con thỏ này phải nói là
nó thỏ bình thường nó mềm lắm. Nó cũng thuộc diện là thỏ uy tín đấy. Nó tập gym ở bên phòng ta, anh mách về đơn giản. Nó nghe là con thỏ thường là thịt nết mà xong thỏ này thịt cũng nhiều hết. Nãy giờ anh đang tưởng con này con thỏ ta nó mang con thỏ rừng đấy, nó là thỏ lai. Anh nói thỏ lai đây hiểu không? Nhớ thỏ lai, thỏ lai đây. Đây, bây giờ xin phép là mời thầy giáo thơm anh Hải à. Một miếng gọi là đùi đi. Đây. Ức ức cũng được. Ức đùi được, đùi được, ức cũng được. Thầy thích thịt trắng đúng không? Đây. Đây, mời thật sự lúc nãy á nếu mình nhai cái cảm giác này giống như đang ăn thịt gà các bạn. Ôi thơm lắm nha. Đây là thỏ thường nó rất là ít cơ, ít thịt. Chỉ là da với mỡ thôi. Nhưng mà con thỏ này hầu như là như có tập gym á. Lượng thịt nó rất là nhiều. Và bây giờ nó săn chắc nữa. Cho nên là mắt phải thử nha. Và trong cái hành trình lần này ấy của này anh em đúng không? Chấm này không? Chấm muối ớt. Chấm muối ớt. Đúng khẩu vị là phải chấm muối ớt nghe các bạn. Ở đây là mỗi loại đồ ăn đều có một loại nước chấm nha. Anh em mình còn giảm bớt nước chấm nhiều lắm rồi đấy. Cho thêm nhẹ bớt. Lúc mà Hải mới bắt đầu mở nhà hàng ấy, ông bếp trưởng nhà mình, ông làm mỗi một món đồ ăn là quá cơ là mà đúng một quả nước chấm. Nên là mình bảo là nếu mà cái bàn này mà bày kín nước chấm thì không được. Thế là mình chốt lại chấm mỗi chấm chéo, chấm mọi thứ luôn. Nhưng mà cái thịt thỏ thơm quá, anh Dũng thử một miếng đi. Cảm ơn Diễm nha. Nhiều bạn nói là lên clip thì từ nay phải gọi bạn Diễm khác đi, nhưng mà thực sự là mình thích cái từ bạn hơn. Mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi, một cái từ chung cho tất cả mọi người luôn. Thì sau clip thì mình gọi bạn Diễm những cái từ mà yêu thương hơn nữa thì chắc là mình xin giữ bí mật các bạn ạ. bạn cùng phòng đấy. Bạn cùng phòng. Rồi mà. Hay là bạn cùng giường. Em xin chia sẻ là mọi người chắc hôm nay sẽ hỏi là tại sao em lại đem chiếc nhẫn này trên tay. Thì em xin thông báo là ngày hôm qua là cái này là chiếc nhẫn được anh chồng vừa mới tặng. Đó, tặng chiều nay bảo là hôm qua đông quá anh ngại anh không tặng được nên là hôm nay vừa mới tặng. Nên là đeo là cảm ơn anh chồng Tiến luôn. Hôm qua cô dâu chịu chơi ha, cô dâu lên sân khấu nhảy múa ca. Thôi em là chơi thế là còn là ấy đó, bữa đám cưới chơi dữ nữa đấy. Anh em mà không dưỡng sức. Dưỡng sức đi, bây giờ đi tập gym đi. Bây giờ đi tập gym là dáng đẹp nè, mặt đồ tinh tinh nè, dạ. Đúng không? Bây giờ là một tháng nữa đúng không? Không anh, tận sang năm là năm sau. Sang năm. Chuyện đó là em phải nhờ anh nha. Bây giờ là cái hành trình anh em mình phượt ra Tây Bắc ấy, đưa anh Mách ra Tây Bắc cũng như là để chuẩn bị đón chú Việt Thảo ở bên Mỹ về. Thì kế hoạch thì không thay đổi anh nhỉ? Cái quan trọng là anh Mách dự kiến là đi cùng với tụi em được bao nhiêu ngày? Tại vì là mỗi lần mà em đi được cứ ít nhất là một tháng, không phải 2-3 tháng anh ạ. Ông trước mắt thì Mách xin phép một tuần đi. Một tuần đi. Nhưng mà mình có thể là thay đổi cái lịch trình, ví dụ như có thể là về công tác xong rồi quay lại. Di chuyển nhiều lần. Tại vì bây giờ anh Mách hình như là đang tập mà gọi là huấn luyện viên cá nhân cho nhiều nghệ sĩ đúng không? Nên là cũng rất khó. Bây giờ thì Mách là huấn luyện viên online cho tất cả các anh em có nhu cầu, chẳng hạn như nghệ sĩ nè, rồi những cái người mà có muốn giảm cân. Dạ. Đó. Cái này là em thật sự luôn nha. Cầu cứu thầy Mách. Trước đây á là em có đăng ký là tập online. Cô giáo của em là body rất là đẹp đúng không? Dạ, người yêu của anh Lâm ạ. Dạ. Anh Lâm ở bên đội tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm ấy. Đặng Văn Lâm. Nhưng mà sau đó thì em đi quá lâu nên là cô cũng bó tay. Lần này thì em xin phép là tức là nhiều thầy đã bó tay rồi, không biết là thầy Mách có đủ can đảm hay không. Cái vấn đề đây là anh ra bài làm sao mà em có thể tập mà không cần dụng cụ này, không cần thẳng. Để anh em mình nó tiện trong cái quá trình di chuyển thì có ra bài được không anh? Nghe em nói anh suy nghĩ lại cái. Tại trước đây là em có tập rồi nè. Đúng không? Rồi em không thay đổi. Không phải. Thay đổi có điện hay là không có thời gian, không có thời gian. Em không có tập. Thời gian nhưng không phải là buổi tập buổi không với anh thì đấy kiểu đấy. Tập không. Cái khó của anh em mình khi mà đi thế này này là không có dụng cụ. Rồi, anh biết nên, mà. Em nên là có ưu tiên những bài nào mà mình sẽ động tác mà không cần thảm hay là không cần tạ này kia. Ok. Từng tập 2-3 lần. Bây giờ vậy nè, anh sẽ có điều kiện. Dạ. Chắc chắn là khi mà mình đi nhiều á thì thời gian thì sẽ không có nhiều. Và cái và động lực cũng không có luôn. Tại vì đi mình rất là mệt rồi. Đi với anh mà, để có động lực chứ. Không, thì đó, bây giờ anh tạo một cái động lực trước nè. Dạ. Thứ nhất là có điều kiện, ví dụ như hôm đó là mỗi ngày em tập cho anh là ví dụ như 45 phút. Dạ.
làm gì làm, mặc định là 45 phút. Đó, ví dụ trong 45 phút đó em bỏ cuộc hoặc là em lý do gì em làm bộ em nghỉ. Dạ, thì, bộ sẽ... em không có như anh Hải rồi nè. Thì sẽ bị phạt phạt tiền. Đúng rồi. Cứ đánh kinh tế nha. Đánh đồng kinh tế là xong có động lực liền. Đúng rồi. Cái quan trọng là bài tập của anh đưa ra là không cần thảm dụng cụ là vẫn được đúng không ạ? Chắc chắn anh sẽ có cách để làm cho em bằng, hiểu không? À, mình xin phép bật mí các bạn một chút là cho bạn Hưng ấy là cùng quê cả Phạm Dũng là biết được là Phan Diễn với cả là vợ Hải Sao TV là đang có nhu cầu giảm cân để mặc váy trong cái đám cưới của Phan Diễn, nên là bạn ấy bảo là nếu mà trong trường hợp mà mọi người có đi xuyên Việt đi phượt thì bạn ấy sẽ cho chở một xe đầy đủ dụng cụ thiết bị luôn, mày không phải lý do thật hả anh? Đấy, chở cả một xe thiết bị luôn. Cái này thì còn hơn là nghệ sĩ nổi tiếng rồi. Đúng rồi, không có lý do gì mà chị em mình nói không được hết. Hai người là chỉ có tập trung mà em chưa tưởng tượng được là cái xe đó nó sẽ như thế nào mà lại có thể chở dụng cụ đi theo anh em mình xuyên Việt được. Chở những dụng cụ cơ bản dụng cụ cơ bản thôi, có nghĩa là những dụng cụ đó không quá nặng nhưng mà có thể thực hiện được các động tác mình mong muốn, thế thôi. Như quạt tạ bé này anh nhận lên ví dụ như là tạ tay nè, rồi những cái ghế đẩy ngực ngang nè, mình có thể tập đẩy vai đẩy tay tập đùi mông. Đội này không có lý do để từ chối rồi đấy, điều kiện là quá hoàn hảo rồi. Như trước đây là như nào? Anh thấy mày ú ú từ đầu luôn ấy. Ăn rồi. Ăn miếng gỏi nè. Mời cả nhà đi. Ăn gỏi cũng giờ. Đây. Ăn mắt rồi. Rồi ok cho anh xin. Ok. Anh Mỹ bơ bếp trên bàn là tranh thủ thưởng thức nha. Ok. Nãy giờ thấy ba bạn kia trong đó nhỉ? Anh em nói nhiều, em bị đánh tí nè. Dạ. Dạ. Hôm qua nhậu la nhiều quá hả? Không ai có nhậu la nhiều. Em hét mà bây giờ tăng lên. Ok đó. Ủa lúc bạn có ăn ở đó xem không hét? Đây hát hay quá ngại nha. Em mất cỡ. Thực ra là sau khi hôm qua anh hát là anh Mách hát là người mấy bài liên tiếp ấy, thì lúc hỏi ra mới biết là anh ấy là được đào tạo bài bản. Tức là học ca nhạc ấy. Anh học ca nhạc ngồi hàng mà. Ô. Thế với anh nhưng mà lại còn ngày xưa lại còn cùng thời với cả ai biết không? Cùng công ty với cả rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng ấy nhỉ? Đúng rồi. Xưa bắt mới hát với Bằng Mê Hương rồi. Wow. Lắm. Bắt có lên truyền hình khác. Một số chương trình truyền hình. Đi điều kiện nữa mà. Toàn ông anh. Mong muốn thì làm ca sĩ nhưng mà duyên số lại làm lực sĩ chuyên nghiệp. Vẫn có thư sĩ là được rồi. Ok, nhưng có chữ sĩ là được anh, nó rất thích nhiều chữ sĩ là được. Vừa mới anh ý có muốn là chị với chị riêng là giảm cân này, còn hai đứa là có muốn tăng cơ không? Tăng cơ. Riêng nãy giờ mình không đề cập tới này với Pơ Ái Mí thì tại vì hai bạn leo đồi núi quá nhiều rồi. Nhưng mà phải có đúng nhà này em là cũng thường xuyên đi leo núi thì em nghĩ chắc là đấy cũng là tập thể dục mà. Đi lấy thằng. Nhưng mà em còn muốn cơ bắp nha. Nhưng mà nếu mà tập thể dục như vậy thì mình có sức đề kháng không mình? Có chứ. Ồ vậy mà em phải đi tập mới được. Tại vì là xong nghĩ là sức đề kháng rất yếu. Anh nghĩ thì có người tập thể dục chứ có yếu hơn người không tập thể dục không? Em là cái con virus bệnh đó rồi. Giờ nghe anh nói là em yên tâm rồi đó. Em là virus bệnh á? Dạ đúng rồi. Mai về Long An về. Anh cái này là cái gì đây? Cái này là lần đầu tiên ăn đấy. Tái chanh gà Đông Tảo. Ok. Đây là món anh Dũng thích nha. Có sả, có chuối, có lòng mềm, trái tim tình yêu. Ôi có cặp kê nữa nè. Này là ưu tiên cho bơ vai mí là mọi người trứng nè. Dạ, em cảm ơn chị. Gà này gà mới lớn, mới chạy thì ấy. Nên là nó hơi bé. Quá. Chứng nè. Anh em mình mỗi người một đũa đi, cái này ngon đấy. Không đâu có gì đấy. Gà Đông Tảo á nè, mà làm gỏi. Đây anh. Tức là anh bếp trưởng vừa mới nói mình với bạn Diễm là họ sẽ chọn cái trọng lượng từ 3 đến 4 kg thôi để cho thịt nó mềm vừa đủ. Chứ nếu mà gà Đông Tảo mà to quá nó dai ấy. Anh Tú ăn thử xem là gà Đông Tảo này như thế nào. Anh bây giờ là lần đầu tiên ăn gà Đông Tảo luôn. Trước đi ăn lại Đông Tảo thôi.
Đây là lòng mềm mà mình rất ấn tượng với anh bếp trưởng này, rất là sâu sát, quan tâm khách hàng. Anh gà ông Tảo khác với gà đi bộ khác chỗ nào? Gà ông Tảo là con gà Nhưng mà nếu mà để cảm nhận được sao ở đây món nào có lai ta? Dạ, cái con gà đi bộ là cũng là gà ta. À, gà ta nó chỉ có từ 2 kg tới 1 kg 8 thôi. Nhưng mà gà ngon lắm đấy. Dạ, gà ông Tảo là cái này. Gà ông Tảo là có từ 1 kg rưỡi một có mà em lấy bên đây là em phải sai chuẩn. Em sẽ làm 1 kg. Gà ông Tảo này kèm với chuối chát. Đúng rồi, anh cũng nhìn ra chuối chát. Hơi chát chát, có cả khế chua nữa. Có khế, có sả. Thấy tốt chậm. Đây là nên cây bình dĩa này. Mình khoái một cây. À ha. Đây có bộ ốc lên nè. Đây. Ôi giời, nó có ốc lên. Đây cách ra qua chuẩn chéo mà ở nhà hàng em đây. Bác ạ. Cái nước chấm thần thánh là chuẩn bài. Đây. Đây. Em thấy không? Anh em mày dặm thật kỹ ra thì chấm nó mới quyện, béo ăn nó mới ngậy. Bây giờ anh Mách thử ăn xem là có khác biệt không nha. Khác không nha anh Mách nha. Bây giờ không dám ăn rồi tại à. Bây giờ Mách không dám ăn rồi tại à. Lực sĩ người ta còn nói là không dám ăn nội tạng mà anh em mình cứ lòng mề là đầy đủ hết các bạn ạ. Dạ không có sót thế nào. Đây dạ bùng bùng không. Nhưng mà bởi vì là anh Mách ấy là vận động viên chuyên nghiệp nên là khi mà đi chơi cùng anh em mình ấy, thì tôn trọng anh Mách và anh Mách thích ăn gì thì tạo điều kiện hết mức vì là không là nhiều khi đi mình mấy hôm về anh em cứ anh em cứ đây như Hải thì thôi mai này bảo tội ông Hải là tội đồ nhá. Nó nói gì mọi thử được. Như cái em bên đây mình là như cái này là ốc, cái này là ốc à, không phải là đây có một cái ốc để vô đây là để làm gì ta? Ăn cái bột này cho nó béo. Đây, anh Hải gấp cho anh Mách với mọi người trước. Cái món này mình sẽ ăn chung với bánh đa. Đây, mới đây nha. Bánh đa đúng không? Món này món gì đấy? Một là bánh đa, hai là cái này mà xúc ăn cơm luôn cũng ngon. Xúc bánh đa. Xúc bánh đa. Hôm nay là phải cảm ơn nhà hàng này rất là nhiều đúng không ạ? Chứ đón anh em mình quá nhiệt tình luôn. Anh bếp trưởng anh lên đây rồi đấy. Rồi hồi nãy là quản lý rồi các nhân viên quan trọng của nhà hàng đều lên là chào hỏi anh em mình. Đó là quá nhiệt tình luôn. Quá nhiệt tình luôn. Đừng có quên kiến rồi. Nếu chụp ra chụp thì đứng đây. Đứng đây cái này là những rồi cho nó là chị Thiên này. Đấy, vị rồi này. Đấy, em chấm rồi. Đấy, hèm lắm ấy. Đúng rồi miệng. Mình phải chặt quăn tắm mơ đấy nữa. Đây. À, bây giờ chụp cái này hả? Để cho là ngoài. Ngoài luôn này. Anh trai xin phép anh làm cho anh khá là kỳ. Anh đồng ép mở mình xíu. Dạ. Rồi, ok. Anh thấy thử anh thì anh quấn với lá mơ. Mình cũng kiểu tín đồ vừa rồi, mình như Dũng nhỉ. Mấy anh em mình thích ăn mấy món này. Đây là anh quấn hai miếng vào luôn đấy. Ngon. Cái này mà có thêm tí khế chua với lại chuối nữa. Và hết bài nữa. Rồi, anh biết này. Em anh biết được cái này được không? Chị xin một ly nước anh. Ghiền lên luôn à. Ngon miếng. Em mời cả nhà nha. Béo ngậy luôn à. Ui. Ui. Có đau bụng không? Có ra từ luôn là mình đi với rất nhiều anh em nhưng mà riêng với Bơ và Ánh Mí là giống như hai cô em gái mà kiểu bé bỏng và ngây thơ các bạn. Nhưng mà hỏi vui không? Càng ngày là thấy Bơ Ánh Mí là càng trưởng thành như là các thầy cô là cũng yên tâm. Cố gắng công tác tốt em nhé. Nhờ thầy cô là gì tác tốt ấy. Em nghĩ là thực ra là nãy giờ mọi người ăn món khô nhiều ấy, mình nghĩ là nên có nên thử món này không anh Mách? Nhân lúc nó đang ăn nóng. Chưa nấu đúng không? Chưa nấu. Cho lên cồn đi thôi. Chưa nấu thì em lên cồn không anh em mình làm cho tôm thái. Tôm thái ngon. Không, cái này mình ăn đi. Nấu món này đi. Cái gì chấm cũng được hết. À mình chấm cho nó gì. À nó bị đẹp. Đây chấm này này, chấm này này. Đỉnh luôn. Có bột tạt không em? Cho xin luôn miếng bột tạt luôn. Ăn được cái cay ra rồi là anh không cần tạt đâu. Mời em nhá. Anh cần
Rồi. Ngày trước em không có thích cái món. Rồi mất chấm thử nha. Lắm nha. Bây giờ em quý vị hôm nay lần đầu tiên trong đời làm chuyện này luôn nè. Hả? Trời. Làm chấm bò với chấm chéo. Gỏi bò. Đây lần đầu tiên trong đời luôn nha. Ăn chấm chéo với lại ốc ốc heo. Ừ. Trời, ăn cái cây tốt lắm. Cây lắm đấy nhỉ. Cây một tạc mà anh ăn rồi từ mỗi lần nữa ông cây ngon luôn. Anh Mách mỗi lần ăn một tạc là Diễm thấy bỏ vô gần nữa ông không ấy. Ngon nghe quý vị, ngon nghe, ngon nghe. Nhưng mà anh Mách có biết đây là dùng cái loại ớt cay nhất Việt Nam không? Không. Ồ. Đã thấm đòn, thấm đòn rồi. Đúng rồi, thấm đòn, thấm đòn luôn đấy. Không mà. Có ra đổ sạch để em dùng cái để cho anh Mách ngấm đòn một tí các bạn ạ. Ngon thiệt. Nó cái mùi này nó đặc trưng cho nên là nó rất là thơm. Đây là món bò. Bò bắp thấu á. Không, cây cây vừa mà, đâu cây lắm đâu. Đây tới lượt anh trình diễn cái mù tạt mà. Mù tạt này ăn cái gì? Nói tôm ngay nha. Không phải tôm luôn. Anh Mách là ăn mù tạt vô địch các bạn. Ui, ăn không pha luôn. Ăn không pha luôn, ăn không. À, cho cái nước tương gì đó, nước gì đó. Nấu hoài. Nấu hoài nhưng mà nó mới thấm được. Thấm được. Ok, món bò này là trộn hết đây. Bốc thấu. Đây, chờ đợi nước tương này mình trộn cái món này đi. Cái này cũng lạ lắm nha. Có cả quất này. Nước tương hả? Không, cay đã lắm. Cay nhưng mà nó vẫn đâu kiểu là tê tê ở đầu lưỡi nhà the the nó vẫn chịu được. À, bây giờ thì sẽ hòa vào nước tương nha. Đó, ăn cái bù tạc nè quý vị. Em nói nữa, ống mà không tin. Càng nhiều càng ngon. Nhiều càng ngon lắm. Ôi, anh này phải ăn. Nó dòng nó tám hẳn vào đấy nữa cơ mà. Cái này nếu mà với cái lượng mù tạt là con tôm hùm bỏ vào đây nó cũng tái luôn đó. Chín luôn, chín luôn. Lòng quá. Chín luôn nha quý vị. Đỏ lên, nó đỏ kìa, nó đỏ kìa. Trắng luôn con tôm. À, con tôm nãy quý vị là thấy màu màu xanh màu trắng đúng không? Bây giờ là màu đỏ nè. Đó. Đẹp không? Wow. Anh ơi được không nha? Ôi ôi. Con tôm còn chín nói chi là mình. Rồi ăn cái gì? Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà. Có lên có lên đang. Và đang đang tò mò lắm ấy. 2 3. À, anh đang hồi hộp chờ đợi anh. Anh hãy cho mọi người thấy biểu cảm của anh nào. Chân gồng tay sắp. Thấy hài xưa. Wow. Về sao mày? Không được cả hai gồng được. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đừng mắt chảy ra. Đừng mắt chảy ra. Con thấy mọi người ăn nó cảm động. Chưa có gì hết, con thấy mọi người ăn nên cảm động thôi. Đâu khóc cưới đâu. Nhưng mà anh Mách là có nhiều tài năng đặc biệt quá. Anh Mách có nhiều tài năng hay luôn đấy. Em chưa ăn bao giờ người ta ăn mù tạt như anh không? Mọi người cứ tự nhiên nghe mình đâu có khóc. Hay là anh ăn thế là thật sự là thuộc đấy. Không mà ngon mà ngon. Một tôm chín. À, anh Mách mà thi cái chương trình nhà hài thì bạn nhớ mà vào mà thi ngẫu nhiên đấy. Không thích chương hài. Không không. Gì mà cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc này. Chương trình ông rời cậu đây rồi mà mời anh Mách là chuẩn luôn đấy. Hôm Mách thì hy vọng là sẽ tham gia một cái chương trình vui vui trên TV cho nó hào hứng xíu. Vui vui trên TV của Phạm Dũng và Smart TV. Đúng rồi, xong mình không là lập một cái những cái tình huống hài để anh em mình cùng tham gia cho vui nha. Anh... Nãy giờ không cần lập nhưng mà vui lắm ấy nhỉ. Anh cứ đi cùng bọn em mà không cần phải làm nó tự vui như thế. Bây giờ là món mới nha, mình lấy chỗ trống để cho món lẩu các bạn. Nồi lẩu này nhiều món lắm. Ngày hôm nay là anh em mình thực sự là gọi rất là nhiều món để làm cái tiệc cảm ơn mini. Dù chưa có đông đủ bạn bè nhưng mà mình vẫn nói rất là nhiều lần rồi. Rất khó để một clip mà có đông đủ bạn bè các bạn. Mỗi người đều có việc riêng hết. Nên là mong là các bạn thông cảm. Anh em mình thì sẽ tùy theo lúc thôi. Ai rảnh thì phải gặp mình đó. Cái công việc YouTube này là mình quan trọng là thứ nhất là chia sẻ về cái du lịch ẩm thực thôi, còn mối quan hệ bạn bè xung quanh thì không phải là lúc nào cũng thể hiện trên video nha các bạn. Ôi ơi, nồi lẩu không mà tôi thấy nhiều gia vị nhiều đĩa. Nồi lẩu này gọi là lẩu gì em? Dạ, lẩu cua anh.
lẩu vua. Lẩu vua nên là nhiều món lắm. Nhưng mà cho anh xin tí cái trong xin rồi. Xôi lê lê. Cái này là sao nhỉ? Đây là xôi la la. Con lê lê đánh trúng thổi kèn này. Con bim bim thổi to tít tít. Con lê lê này thì đây để mình xẻ ra cho mỗi anh em chút nha. Ui. Anh ơi, bình tĩnh thôi, gãy đuôi. Gãy đuôi. Em không biết là từ lúc mà anh đi tập cùng anh Bách về giờ lực của anh nó kinh như thế nào. Em không cảm nhận được ạ. Nhưng mà bỏng ra cũng rất. Hải hôm nay đâu có tập đâu. Qua như này là 2 ngày rồi không tập. Rồi. Đó, không? Anh chị tự dậy rủ nhau ra cái mình dưới em tập em biết. Hôm qua tôi bê chát cho em là tập đó. Hình như sáng nay đi vô nha. Em là rất là thiếu tinh tế nha. Em nói anh em mình bê áp cho nó nặng chứ. Ơi, anh bê được bao nhiêu chục cây mang à? Không phải là anh bê mắc gì anh? Anh Hải anh còn treo lên cây dừa. Nhiều cây đủ với 10 mít, cỡ chục cân với em. Đấy. Đi xuống xuồng nè, lên xuồng nè. Anh không đủ. Cái đấy là không đủ dễ hiểu rồi trời. Em không, nhưng mà cái dáng Hải đi đường ruộng khó khăn em. Mời anh em nha. Ơ đây thầy ra đón đi. Rồi ok. Đây xong nghỉ thầy. Mà món này le le bằng nhưng mà chủ yếu là em thấy cái mộc dĩ thì thôi. Mộc dĩ là nhiều cái xôi. Nhưng mà ngon. Rất là thơm, cái thịt này con le le thơm lắm. Đây anh Tú thử em bơ. Bơ đắp cho anh này. Ngon mắt nhỏ. Tín đồ của xôi. Ngon quá. Tới bây giờ là mỗi lần gặp anh Tú là em cứ nhớ cái quán mà hôm vừa rồi anh em mình ăn đấy. Trong lúc em đi xuyên Việt mùa thứ 9 đi ngang thành phố Hà Tĩnh ấy. Quán nó thực sự rất là đặc biệt luôn. Quán mà trong đấy à, về ăn lẩu ở quê anh đúng không? Đúng. Lẩu cua đồng nhỉ. Ừ. Không mà nước lẩu lên biết chị ăn. Dạ chị ơi mình đợi chị nghe nó xuống đây ngon. Đây chị Linh. Con le le nó chấm thôi kèn đúng không? Dạ. Con bìm bìm tuổi to thì đen to le. Còn con cá chim trắng mồ côi bên kia kìa. Chim trắng mồ côi. Ăn cơm là hầm đấy. Bữa nay bữa nay an toàn bài thơ không nhỉ? Chim trắng. Bọn em một khi cười với cái bụng luôn đây. Đây đem dễ cho mọi người nha. Chim trắng này khá là to đấy. Có lý nha. Đây họ nướng muối ớt này em nghĩ là nướng chập chéo sát lên là ngon đấy anh Hải nhỉ? Không, anh ăn là em thấy có vẻ là anh ưng anh em mình rồi. Anh em biết trưởng đấy à? Dạ. Còn nướng là cái da hơi dai dai. Ngon đấy. Cảm ơn bán bì đó, cá chim trắng với cá chim đen đó. Hình như là màu trắng và màu đen, màu xám xám đây. Không, cái da nó vẫn màu xám nha. À. Con thấy cái da, mặc dù này là chim trắng nè, người da nó vẫn màu xám. Anh không hiểu cái. Cá chim là có hai loại nha. Một là cá biển, hai là cá nước ngọt. Không, nhưng mà chim biển thì vẫn có chim trắng, chim đen luôn. Nó là một loại, anh ạ, à, một loại có lông, một loại không. À, không lông chưa thấy. Cá phức tạp dữ. Ăn cá thôi mà cũng đau cả đầu đúng không ạ? Cái da con này nó nướng là nó dai lắm. À, cái này chắc chim biển à, da dai. À, chuyến đi đại ca. Ông đang ghi cái này xuống giùm em nha. Đây nè, ăn cá chim trắng nha quý vị. Chim trắng. Đây, trắng tót đúng không? Rất là mướt mượt luôn. Đây à, chấm được cháo luôn. Thích cháo rồi. Có xương nhá. Nó có gì trắng trắng là thích rồi. Ok. Ngon lên. Ai à, phần đầu chơi luôn cái đầu à? Ồ, anh Tú ăn cái đầu cá luôn. Đúng rồi, cái phần đầu nó ngon này. Đầu ngon. Ăn thế nó mới ngon nha anh. Đúng rồi. Cái thời chúng thiếu là đầu mà. Không, nó béo lắm. Không nhận là thịt nó béo thật. Nhưng mà khó ăn tí là nhiều xương. Như bổ được là lớp da.
mà hôm nay nha, nãy giờ là mình anh Mách vui quá là mình chưa có điều kiện để trò chuyện với Song Hỷ nhiều. Song Hỷ có nhận ra cái điểm đặc biệt, điểm chung của anh Mách, anh lực sĩ Phạm Văn Mách và Song Hỷ là gì không? Nếu mà nhận ra được thì có một phần thưởng lớn. Có một điểm chung. Có một điểm chung. Về nguồn gốc. À, anh chị. Đúng rồi. Em đi làm Long Xuyên, em ở Châu Đốc. Ủa gì hả? Dạ. Ủa em ở đồng sông anh cuối sông đó. Dạ đúng rồi. Ở chung chồng uống chung dòng nước rồi nhau rồi. Mà cũng còn đường. Tức là Song Hỷ thì ở Châu Đốc là đầu nguồn của gọi là sông gì nhỉ? Song Hỷ anh? Dạ sông Hậu anh. Sông Hậu. Đó, còn anh Phạm Văn Mách thì lại ở thành phố Long Xuyên. Đi xuống phía dưới gần gần cuối dòng sông một tí. Thì đó ở tỉnh An Giang á, nó có hai thành phố lớn, thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc. Hai thành phố thì hai bạn ở hai thành phố với nhau. Nhưng mà 60 cây số. Mà sắp tới là cả hai thành phố đều có hai YouTuber rất là tài năng rồi đấy các bạn. Mời em đi, hôm nay là mình Đồng Hương. Dạ. Nãy giờ bất ngờ nó mới biết luôn. Dạ. Em mời em. Ok. Nhưng mà rất tiếc là cái thời gian tới để xuyên Việt này thì Song Hỷ lại không tham gia cùng anh em mình, đặc biệt là Song Hỷ lại phải đưa bếp trên bảng đi tham quan An Giang. Đấy, Song Hỷ có tâm sự như thế. Sau cái ở Sài Gòn xong thì Song Hỷ cùng với bếp trên bảng sẽ là đi khám phá ở miền Tây. Tại vì mùa nước nổi thì cũng sắp là lúc hết rồi. Vẫn còn hả? Còn xíu thôi nhưng mà không có còn nhiều nữa nên là chắc là tranh thủ cho mấy em đi. Vì Song Hỷ cũng như chị Song Hỷ vừa nói là cũng cuối mùa nước nổi, và lần trước là em đi cùng với anh chị là cũng chưa có gặp mùa nước nổi. Em rất là thích sông nước với lại là cá ở miền Tây nên là cũng có ngỏ ý là muốn đi cùng chị để trải nghiệm mùa nước nổi ở miền Tây cả nhà. Quá tuyệt vời. Cố gắng là bảo chị là đưa đi sang Campuchia ấy. Sang đấy. Anh lú vừa vào cái nồi này, anh lú vừa với trái ông ta. Phải đúng là phải đúng rồi, vừa cái xuyết trái cái áo chỗ này. Em ơi, để sẵn có dịp em đi xuống An Giang á thì anh sẽ giới thiệu những cái khu vực mà mình có thể tham quan, những cái địa điểm có thể tham quan, chẳng hạn như là miếu Bà Chúa Xứ nè, rồi khu di tích lịch sử là Đồi Túc Dục nè đó, rồi thành tích chiến tranh là Ba Chúc nè, rồi du lịch sông nước nè, rồi chợ nổi. Và đặc biệt hơn nữa là nhà anh Mách ở dưới quê là có quán bún đậu mắm tôm rất là nổi tiếng, ngon. Ồ, đấy. Tức là gia đình nhà anh Mách bán bún đậu mắm tôm luôn. Thì ở dưới quê thì nhà Mách, mẹ Mách bán có món bún đậu mắm tôm nè, rồi món mì cay. Mì cay, rồi các món ăn vặt nữa, nói chung là rất là nhiều món. Nhưng mà đặc biệt là cái quán thức uống á, có cái món trà sữa rất là ngon. Ồ, trà sữa rất là ngon. Nhưng mà có ship đi không anh, hay là phải đến tận đấy? Ủa? Ship đi nhưng mà không, cái là quanh nếu mà xa quá thì trong vòng trong thành phố thì được. Thành phố đấy. Vòng thành phố thì có. Vì một tí xíu nữa em với anh là trao đổi là địa chỉ, thì có gì em xuống em ủng hộ trà sữa bún đậu mắm tôm nha. Okay. Xong thì bán xe sắt này. Anh có gì quan tâm để tiền thì cứ liên hệ cho em. Ok. Em ở đường nào ở Châu Đốc nha? Dạ em ở đường Nguyễn Văn Hội gần chợ Châu Đốc. Nguyễn Văn Hội anh biết luôn á, đường vô dạ. Chùa Bà. Ngay đại Phước Hèn luôn anh. Được rồi, thẳng vô chùa Bà đó. Dạ đúng rồi. Ừ. Giao lưu hỏi một góc luôn thôi đó. Chắc là bây giờ mình cho Song Hỷ qua ngồi kế bên anh Mách đi. Đây, mình đang có gặp Đồng Hương. Cái nồi lẩu này thật sự luôn là đi mà gọi nồi lẩu này ăn là quá chất lượng. Quá chất lượng luôn. Mình nghĩ là bỏ hết topping vào đi bằng dưới mà. Đúng rồi. Là bò nha. Nhúng, cái này là món gì vậy? Thường là nhúng nhưng mà anh em mình cứ bỏ vào hết đi. Nhúng thì nó lâu lắm rồi. Mình bên này lực ăn nó nhanh nên là nhúng thì chắc là mày cho cái mực trước đi. Đậu hũ này. Ôi cái đậu này ngon đấy. Có tôm nữa nè, cắt hỏi nha. Đậu này béo lắm anh hả? Đậu nó nhìn nó thấy là ngậy rồi đấy. Đấy. Em ơi lấy thì lấy hết rồi. Đây có cá hồi này chị, mấy miếng mực. Cá hồi giống của chị Diễm bán. Đây là cá hồi Na Uy đấy. Ừ. Lung linh cái lẩu này hai. Dạ. Đây em cứ chia hai bên rồi cứ anh em anh đừng có lo. Cái đồ ăn lẩu uống hai ngăn. Đây là cá hồi. Này giống như lẩu yên cái phần thân. Thay vì bình thường cái phần bụng này kia người ta sẽ ăn sashimi á Dũng, thì cái chỗ lưng này nè là vừa rút xương ra thì mình sẽ nhúng lẩu. Đây, đầu bếp chắc là nhìn thấy cái nồi lẩu anh em mình thả vào chắc nản luôn. Nên hai ngăn nó hai cái vị khác nhau.
Chào mừng đây, chào mừng nha. Nếu mà đi ăn ngoài là rất là của anh ta. À, làm 2 ngăn nhưng mà anh em mình làm thành 1 ngăn hết rồi. Thì trong lúc chờ cái nồi lẩu này nó ngon thì em nó chín thì anh em mình ăn cái chân gà đông tảo đi. Wow. Trời ơi, chân gà đông tảo là phải cắt ra chứ nhỉ em nhỉ? Em nghĩ là anh em mình cứ to quá. À, có rút xương chưa anh? Dạ chưa. Ờ, thế em cắt rút cho. Cái này em xin phép lắp vào mình đem xuống bếp mình chặt cho mình nha. Ok. Dạ. Do là nó có xương này phải đem ra ngoài chặt các bạn. Wow. Ủa cái này giống chân khủng long quá vậy ta. Để có quên. Cái này nếu mà chân không thì bán bao nhiêu? Dạ. Không bán chân sâu thì phải ăn cả con nha mà chứ. Không gà là gì? Con gà này đắt lắm. Con này là cái đầu em mua cho mình bán cho anh. Wow. Rồi, làm đầu đi. Trong thời gian chờ thì em xin phép mà. Bây giờ là anh Mách là cái cao quảng cải nhất ở đây. Ở đây chúng ta giống như ngày hôm qua hát. Nói bằng tay lớn, hòa chung là một. Lẩu hai vị nhưng mà chỉ còn mỗi vị nữa. Cái lẩu này là lẩu hai vị. À đừng lấy nội tạng cho anh nhé. Đây em cho anh cái ba chỉ này, miếng đậu hũ này này ăn tập gym là tốt đúng không anh? Không đó. Cây cây ở bên này là đậu hũ em. Anh xuống núi lâu rồi. Cá hồi cho anh đi có đem mà ăn. Đây đây cũng cây cao cũng cả lớn tuổi nè. Anh em mình sắp xếp về giường. Cô lao. Tuổi sắp nghỉ hưu. Về giường nghỉ hưu. Nghỉ 15, 20 năm nữa anh em mình chắc là yếu rồi. Đuối à. Em là với cái đà mà ăn như này mà không nhanh chóng tập luyện cùng anh không biết 15, 20 năm nữa thì nó lăn luôn. Không, thật sự là mình ăn nhiều nó dễ cút luôn. Đạm nhiều nó xử lý, kẹp đó. Dư acid uric nó sẽ dễ. Mình phải tranh thủ vận động. Từng khi mà mình vớt nó vơi bớt rồi bạn nhớ thì những nguyên liệu mình còn có thể bỏ vào luôn, ví dụ như là nghêu này, rồi tôm này, đây, bò này, cái này gọi là lẩu vua các bạn, nên là rất là nhiều nguyên liệu luôn. Rồi bên này còn có cả đậu hũ và mà mì, rồi một cái dĩa rau khổng lồ nữa. Thực ra là em nghĩ là một gia đình vào gọi đúng một cái nồi lẩu là đủ luôn rồi. Đúng rồi, ngon. Lẩu vua. Quán mà nghe câu này. Thôi, em mời nhà tôi lên chiến này, không ơi. Mời anh em nhá. Mời anh em. Cái lẩu này nó chẳng vị nào giống vị nào. Do là anh em mình làm nó chan hòa hai ngăn lại là một rồi. À, đây lẩu này hai mùi nha. Bên đây là mùi hải sản, bên đây là mùi không phải hải mùi không phải hải sản. Ừ, mùi không phải. Bây giờ đó mới là hải sản nè anh em. Cho tí bò vô này. Hải sản tí bò vô. Bây giờ biết là có hải sản chính thức nè. Em chuyên nghiệp gì mà nãy giờ em trộn lẫn anh không biết là bên nào là hải sản luôn. Đây bây giờ mới là hải sản nè anh này. Anh thấy bên nào tôm nhiều là bên đó hải sản. Nghêu nè. Nghêu chọn con to đi. Hải sản mà có bò nó ngộ lắm. Hải sản lai em. Nó ngon các bạn. Lẩu chất lượng anh chị Thuyền ha. Thảm mấy cái lấm này này. Ông nói thật chứ là cái mùi lẩu rất là ngon nha. Mùi lẩu rất là ngon. Rất đặc trưng luôn. Và nó béo dễ ăn hơn. Nhưng mà phải nói là nhà hàng này là nấu ăn cũng là ngon. Dịch vụ tốt nữa. Ngon đấy, chứ hỏi. Từ nãy là chưa món nào phải cả. Cái đậu phụ này cũng làm khác luôn này. Đậu phụ chất lượng này nhỉ? Chọn đậu nguyên. Đúng kiểu đậu phụ Nhật. Mình sao cái nguyên liệu đầu vào ấy, anh em tưởng là kỹ. Nhưng mà mọi người có công nhận là quá ngon chưa? Quá ngon. Quá ngon. Chúng ta giả tiền rồi con. Nguyễn cả nhà nha, Diễm hấp thử miếng nước. Diễm chia cái bò không đều nên là tới mình thì chỉ còn có một miếng thôi. Không đi xin đi em, đi xin cho mọi người. Không đeo hoài băng tôm. Đã nha. Cái ba chị ngon ghê. Mềm. Nóng thì rất là nóng. Nóng đấy bạn nhỉ. Xong rồi nhìn ai Mỹ ăn này nên này. Nóng. Hỏi. Nước lẩu ngon chứ chan chung mà ngon. Chua chua phụ non miệng á. Hơi chua. Mà có nóng bỏng miệng không? Không em thổi rồi. Đây nhìn các anh chú ăn này, kinh nghiệm này. Tí bún vào. Chính xác. Mình có thể cho vào một tí bún để cái bát nước nó nguội bớt đi một chút rồi thổi nó là vừa. Cái này không cần thổi luôn. Mà anh này cũng rất thích ăn đậu. Ăn đậu tốt cho sức khỏe anh Mách. Đúng rồi, tốt đậu mà. Vâng. Đậu tí nhiều.
Bây giờ thì cái chân gà ông Tạo đã xong, mỗi người một miếng. Này là phải ăn nguyên con gà mới có cặp chân này nha. Chấm chấm chéo nha anh Bánh nha. À, rồi, rồi. Okay. Món này phải nóng chấm chấm chéo rồi. Đây, chéo em ăn ngon này ạ. Em xin. Em xin cái này nha. Đây, anh cho cái đĩa luôn. Chị ơi, chị em bên kia giúp anh. Cái ngón chân của nó này. Nhìn có cái hình quay kem nha anh nhỉ. Ăn vô vô vô. Ok. Này mấy đang nhìn thấy cái gì đó mà. Nó hơi sợ. Nhưng mà món này thì rất bổ dưỡng nha. Lượng collagen nó rất là cao. Cho nên là những bạn nữ nào mà những người mà có thể là cái da mình có thể trùng thì mình sử dụng món này là tăng collagen, tăng sự căng mọng của da nha. Căng mọng. Nào, dẫn liền. Yo! Hai, ba, yo! Cảm ơn mọi người. Thử vô quý vị. Làm sao anh ăn à? Da nó dày. Chị em mình tỉnh đòn nhá, mình ăn cái đầu này nó không bị xương. Đúng rồi. Anh Hải là vừa bị xương. Anh Hải mới ăn là cái này này. Vô, em anh đi. Em ăn đi. Vô, dạ vô. Tay mắt là phải nhìn nha, có miếng nào em có ăn. Mời cả nhà nha. Tránh cơ thối. Cái ngón chân mà nó to như ngón tay cái. Nhưng mà ăn cái món này á, anh Dũng biết mình nhớ là khi nào không? Ở Hải Dương hay Hưng Yên ha? Đúng rồi, cái Hải Dương Hưng Yên. Hưng Yên. Gà Đông Tạo Hưng Yên. Bạn này đi mấy con á. Một hỏi là vùng miền đó có gà Đông Tạo khác nhau hay giống nhau ta? Hình như Hưng Yên là một trong những nơi là có cái gà Đông Tạo mà nổi tiếng nhất. Phát xứ đầu tiên luôn đây. Cái nguồn dạ. Gốc gác của nó là đấy. Đông Tạo. Ngon nhỉ? Giòn. Tao nghĩ cái chân gà này da dày không? Da nó giòn sực sực lên. Ăn béo này, em nghĩ là ăn này xong là chắc mai em là collagen đầy đặn. Mai là căng đủ thứ luôn. Căng đủ thứ luôn. Căng mắt. Không, bây giờ là căng lắm rồi. Không biết là ngày hôm nay là bạn Diễm đã có thông báo chưa, nhưng mà ngày mai là mình có một cái bữa ăn rất là đặc biệt tại Vũng Tàu. Và trong team anh em mình thì gần như đi được đông đủ. Thì hôm nay là có anh Mách ở đây, là chắc là bạn Diễm mời anh Mách thôi bạn Diễm à. Hôm nay có anh Mách ở đây thì em cũng xin chia sẻ là tụi em là có một vị khán giả cũng là một người anh rất là đặc biệt. Luôn theo dõi theo hành trình của mấy anh em mình. Thì ngày như là ngày vui của tụi em là đám hỏi, thì anh có lời mời là mời tất cả anh em mình về Vũng Tàu chơi một hôm. Ngày mai mình đi thì mốt mình về. Thì anh cũng trân trọng và mời anh Mách đi cùng với anh em ra ngoài đó mình tắm biển vui chơi tí. Ok. Thì sự này anh cũng rất là bận, nhưng mà cái không khí anh em như thế này thì sự anh không từ chối được luôn. Ok. Thực sự là hôm nay là có cả bạn anh Cua mình cũng có mời đấy, nhưng mà anh Cua là rất nhiều việc riêng, các bạn cũng giống như những lần trước thôi là anh Cua không đi được, nên là ngày mai là anh em mình tất cả thành viên ở đây đều góp mặt hết trong cái bữa tiệc đặc biệt tại Vũng Tàu đấy. Ok, mình sẽ hâm nóng một cái buổi đám hỏi một lần nữa nha. Đúng rồi. Thật ra là Diễm cũng rất là bất ngờ, thì thay mặt tất cả các anh em trong team thì mình với lại anh Dũng thì cũng rất là cảm ơn anh đã luôn ủng hộ về tinh thần để các anh em mình. Và khi mà thấy đám hỏi xong thì anh không có về được, thì anh nói là để sẽ cho mấy anh em mình có một buổi ăn đám hỏi bữa tiệc thứ hai hậu đám hỏi tại Vũng Tàu. Thì hy vọng là ngày mà anh em mình sẽ có một cái trải nghiệm thật là vui tại Vũng Tàu ạ. Ok, nhất trí. Còn cái bữa ăn ngày hôm nay thì mọi người thấy như thế nào? Đầu tiên là anh Tú đi. Nói chung là anh cảm thấy là rất là ngon luôn, rất là hài lòng. Mình cũng thấy vui các bạn, tại vì là ngày hôm qua mọi người rất là mệt luôn, cả hai ngày luôn. Ngày hôm nay là có một cái bữa ăn cũng khá là vui. Rồi đặc biệt là cái giá trị dinh dưỡng cũng như cái hương vị của nó ngon nữa. Thì cũng như là một cái lời cảm ơn với Phạm Dũng ấy. Còn Pơ và em ý. Hôm nay đúng là nói như tên quán của nó anh ạ. Quá ngon. Tuyệt vời. Xong thì. Dạ, quá ngon. Và em là hiện tại là đang bệnh đó, nhưng mà thưởng thức là món nào cũng ok hết rồi. Có điều là Diễm là người đã được trải nghiệm cái dịch vụ là mang về tại nhà, nhưng mà khi mà mình ăn tại quán thì thật sự là cái cảm giác vẫn là tuyệt vời nhất. Thì Diễm nghĩ là hy vọng là bạn nào mà có tiệc ấy về gia đình này, sinh nhật hay là gặp gỡ bạn bè thân mật thì có thể tới đây. Thật sự là cái cách họ chăm sóc khách hàng ở đây làm cho mình cực kỳ hài lòng luôn các bạn ạ. Còn anh Hải và chị Tuyên có cảm thấy quá ngon không? Đặc biệt là anh Hải. Thực sự mà nói là cái món ăn ở đây thì rất là vừa miệng.
À, mình thì không dám gọi là đánh giá là ngon quá hay là gì đấy, nhưng mà đối với mình là mình cảm thấy hợp khẩu vị các bạn ạ. Tuyệt vời. Đấy. Còn anh Mách là một lực sĩ và cũng rất là dành về dinh dưỡng cũng như là hương vị các món ăn, thì cảm nhận như nào anh Mách? Nãy Mách ăn rất là nhiều món nha. Từ lẩu và các món các kiểu luôn. Nó rất là phong phú ngay cả ngày hôm nay. Và đặc biệt là ấn tượng nhất là vẫn là cái Mách lần đầu tiên chấm cái món này. Đó. Thì như hôm nãy Mách nói đó, Mách nghe quảng cáo trên YouTube rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng muốn trải nghiệm, và đây là hôm nay ngày hôm nay mới có. Và trải nghiệm đầu tiên là chấm, nãy chấm gì? Chấm heo, chấm bò, chấm bò, chấm thỏ. Nói chung là tất tần tật chấm và thêm một cái nữa là khi mà mix với lại là ốc heo đó thì nó tăng cái độ béo lên, nó làm cho cái món nó phong phú lên. Đây là một điều mà Mách rất là thích. À, tổng thể hôm nay là mọi người rất là hài lòng nha. Tuyệt vời. Đấy, mọi người hài lòng như vậy là cũng là một cái lời cảm ơn của Phạm Dũng dành cho tất cả anh em có trong buổi tiệc ngày hôm nay, cũng như là rất nhiều anh em khác đã về đám hỏi của Phạm Dũng nhưng mà không có mặt ngày hôm nay. Đặc biệt nhất là khán giả kênh Phạm Dũng, thì mình cũng chưa biết làm như nào để gửi cái lời cảm ơn tốt nhất tới khán giả cả. Chỉ mong là mình sẽ có nhiều cái nội dung hay hơn nữa để các bạn xem giải trí, thì đó mình nghĩ là cái lời cảm ơn tuyệt vời nhất các bạn ạ. Còn sau cái đám hỏi này thì cái hành trình của anh em mình sẽ tiếp tục cùng với những thành viên mới nữa, thì hy vọng là các bạn sẽ luôn theo dõi cái hành trình của anh em mình. Cái clip này thì mình cũng kết thúc tại đây, tại vì cũng gần 10 giờ tối các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo anh em mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là cổ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.